Rồi, thế thì trên tay của tôi đây là một tấm thiệp cưới của anh Đức và Quỳnh Anh để gửi đến cho Nguyên Khang nhân cái ngày đám cưới sắp đến của các bạn. Cũng xin chúc mừng anh Đức đã kết thúc cuộc sống độc thân của mình, đã tìm được cho mình một cái chân ái của cuộc đời. Và từ chốt cọc thì chúng ta đã chốt điêu thành công. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Nguyên Khang rất là nhiều. Vâng. Thế rồi sau khi quen nhau bao lâu thì quyết định đám cưới? Gần 1 năm là anh Đức quyết định cầu hôn em. Cầu hôn à? Dạ. Đức cầu hôn ở đâu? Dạ, anh Đức cầu hôn ở Phú Quốc. Trời ơi, anh dẫn đi Phú Quốc cầu hôn. Cái gì là anh đẩy em ra biển. Xong rồi anh đưa chiếc nhẫn ra. Em mà không đồng ý là anh ở đảo luôn. Anh bỏ ra đảo luôn, anh đi về. Cái vấn đề cầu hôn đó nó cũng đến một cách rất là nhanh. Và em phải có những cái quyết định đưa ra rất là nhanh. Cũng không có gọi là set up cái gì trước hết. Hai đứa em đi chơi với nhóm bạn thân. Thì em có đến tâm sự với nhóm bạn đó trước. Thì nhóm bạn rất thân là Trấn Thành, Hari Won, Ali, Hoàng Dương. Rồi hai người bạn thân của em từ hồi cấp 3 là Away rồi hai vợ chồng Quay Ti. Thì lúc đó Trấn Thành bận quá, đi show, đi công việc về bận quá. Thì nói là thôi bây giờ trễ giờ, kẹt xe rồi, tao sẽ ra quán luôn. Còn mày đi ngang mày rước bà xã tao giùm cái. Thì ra cũng rất là gần thôi, có 1 cây số, 2 cây số gì đó. Thì trên đường ra mới tâm sự trước, nói là ngày hôm nay đi sẵn có một cái dịp muốn tâm sự với mọi người luôn. Là nói với Hari Won trước, Đức muốn cầu hôn luôn với bạn gái là anh Phạm, là bữa giờ nhóm cũng đã biết rồi đó. Đức Quỳnh nói, ô vậy hả? Ô anh suy nghĩ chuyện chưa? Chắc chưa? Ô chúc mừng anh nha. Đồ cái lần cái là giống như em quá. Đúng rồi. Ô chúc mừng anh Đức nha. Ô vậy đó. Xong cái là nó ô vậy là không có thông báo cho ai biết chưa? Là chưa, tại vì gặp Hari là mới chưa còn chưa thông báo cho gia đình ba mẹ nữa. Thông báo cho Hari trước. Thì vừa mới đến quán một cái là chưa, Hari cũng không có nói gì đâu. Hari vẫn mọi người ăn uống bình thường. Hari cũng rất là tinh tế. Cái lúc mà ăn no bụng rồi đó thì em mới nói là hôm nay có tất cả bạn bè ở đây. Thì anh Đức muốn có cái chuyện này muốn nói với mọi người. Thì thật sự lúc đang run lắm, anh không biết phải nói gì. Mà không biết sao Hari Won hay lắm, lén cầm cái điện thoại đưa lên quay được cái đoạn đó anh. Đó, thì em mới nói ra là có một cái quyết định, một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của em. Cái mọi người là gần như hiểu ý liền. Cái gì? Thiệt không? Chuyện gì? Nói đi. Là nói là nhân cái dịp mình đi cái chuyến du lịch Phú Quốc sắp tới, là khoảng vào tuần sau thôi. Thì em mới có một cái quyết định là sẽ nhân cái dịp đó muốn cầu hôn anh Phạm. Và có được bạn bè thân thiết ở xung quanh để cùng chứng kiến cái điều đó. Thì tất cả mọi người đều rất là ủng hộ. Thì cùng với nhau làm một hoàn cảnh để cầu hôn, một cái tình huống. Dạ, mọi người dùng một cái tình huống rất là hay. Là đợt đó là chuẩn bị kỷ niệm cưới 7 năm của anh Trấn Thành với lại chị Hari Won. Là ngay từ lúc mà đi du lịch đó là chị Hari Won cứ nói là, em ơi chị mới chụp bộ hình kỷ niệm 7 năm của anh chị nè cho em xem. Và em cũng rất là thích, em rất là vui. Em kêu trời ơi hay quá chị chụp đẹp quá này kia. Thế là anh Trấn Thành mới với chị Hari mới có một cái cự lộn nhẹ rồi giận nhau. Rồi anh nhờ em là qua làm huề với chị Hari giùm anh. Xong rồi tất cả mọi người bên này thì sùng sục chuẩn bị nhẫn cầu hôn rồi này kia. Nên em cứ tưởng là lúc đó là anh Trấn Thành cũng làm bất ngờ chị Hari. Em đâu có biết là anh Đức đã sắp xếp trước, phải đánh lạc hướng một cái kịch bản khác. Đó, rồi sau đó là úp sọt. Đó thì kiểu như anh Phạm lúc đó là cố gắng giống như nghe lời anh Trấn Thành, mà nói chị Hari giận anh rồi, ráng qua năn nỉ bả làm sao mà đừng cho bả biết ở bên này mọi người đang chuẩn bị để có một món quà bất ngờ tặng cho bả nha. Kiểu vậy. Cũng tin, anh Phạm cũng tin, qua ráng giữ chân chị, tâm sự chị thôi có gì mọi người vui vẻ với nhau nha, sắp tới ngày cưới anh chị rồi em cũng chúc anh chị vậy đó. Cũng đang rất là tin. Thì đẩy vô một cái thì bắt đầu cũng phụ mọi người. Anh thấy mọi người đang cầm máy quay vậy nè thì cũng nghĩ là phụ anh Trấn Thành với chị Hari Won ghi lại những cái khoảnh khắc này, cầm máy lên của anh Thành với chị Hari rồi này kia đó, quay vậy đó. Xong cái đùng cái bất ngờ cái đem bó hoa ra. Thì Anh Phạm cứ tưởng là anh Trấn Thành tặng cho Hari Won. Dạ. Đó, thì lúc đó mới đưa qua em tặng. Xong rồi tự nhiên em cũng run quá, em không biết nói cái gì. Rồi chỉ biết là móc cái nhẫn ra rồi quỳ sụp xuống rồi đúng một câu thoại thôi là em đồng ý là vợ anh nha. Mà cũng run lắm, nghẹn ngào lắm. À. Dạ. Lúc đó em sao? Em đâu còn thoát được nữa, mọi dạ. thứ là bày binh bố trận thiên la địa võng hết rồi em ơi. Binh bố trận hết trơn rồi, em rất là bất ngờ. Em tại em không nghĩ anh Đức sẽ làm cái điều đó. Thấy thương á, không biết nữa, thấy thương lắm.